các bạn. Mùa thu tới trời mát rồi thì mình ra ngoài mình xây dựng đồ tiếp các bạn. Ok, thì mùa hè mình đóng mái che, còn mùa thu mùa đông thì mình đóng thử nhà kính nha. Nhà kính này mình mua ở Costco nha. Nó nhỏ thôi các bạn, nó 7 feet nhân 8 feet nha. Chiều cao thì cũng cỡ 8 feet thôi nha. Gọn ghẽ lắm, trong hai hộp ha. Rồi cái này mình mở gỗ ra một thùng nè các bạn. Thùng nó gỗ nó cắt sẵn cho mình nha. Đó, gỗ nó cắt sẵn cho mình. Rồi mình để trên bàn. Mình để trên bàn. Ủa, gỗ thơm các bạn, gỗ si đà thơm quá. Ok, rồi mình sẽ để góc này nè các bạn. Đó, góc này nè. Đó các bạn thấy không? Từ đây nè, từ đây mình nhà kho đó gì, mình để nhà kiến góc này nè. Đó. Rồi rồi mình có kế hoạch mình sẽ đóng cái mái ngang qua nối nhà kiến với nhà kho, làm cho cái khu này nó, rồi trồng cái vàng gì lên, làm cho cái khu này thành cái khu vực rất là mát mẻ quanh năm luôn. Gỗ này thì gỗ gỗ yellow cedar nha các bạn, gỗ thông dầu màu vàng ha. Thì nó cắt mình thấy nó cắt rất là chuẩn nha, nhưng mà để mình làm coi nó làm sao ha. Đó, anh thấy nó cắt rất là chi tiết nha. Rồi để mình đóng lên coi nó làm sao nha các bạn. Này có mấy cây nhỏ nhỏ thôi. Nó có cây nhỏ nhỏ thôi nè. Mình quay cho các bạn coi để cái cách làm gỗ sẵn của nó như thế nào ha. Đó, những cái đường cưa của nó mình thấy rất là bén ha. Đó, ok. Nó có đánh số nữa các bạn, nó có đánh số cho mình biết đó. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Xếp cái gỗ của cái tấm này là cái tấm đằng sau nha. Nãy là cái tấm đằng trước cửa ha. Trước cửa mình để ra kia rồi ha. Bây giờ cái tấm này là cái tấm đằng sau ha. Đằng sau thì nó có cái khác, nó giống thôi, nhưng mà nó có cái lỗ thông hơi với lại cái tấm kiến chính giữa hai bên này luôn. Bốn phía là xong rồi đó ha. Hai bên này là hai bên sai nè, bên cái bên hông. Còn cái này là cái tấm đằng sau nè, nó có thổ lỗ thông gió nè nha. Rồi cái này là cái cửa nè nha. Dục mỗi cái góc thì mình đặt bên góc kia kìa. Thì dĩ nhiên là mưa rớt xuống đây ha. Thì mình có cái này nó nằm ở dưới, nó đệm ở dưới thì cũng đỡ. Là thứ nhất, là thứ hai á, các bạn nâng được cái nhà kiến của mình lên chút xíu nữa ha. Cái đó cũng là cái tốt nha. Bốn cái bức tường xung quanh là mình bỏ lên cái đế này rồi đó. Đó, cái đế đó các bạn. Đó. Bốn bức tường xung quanh này đó. Cái tấm trước, tấm sau. Rồi hai tấm bên hông. Đó, khi mà dựng lên vậy xong rồi mình cứ làm lai rai thôi. Nó cũng nhỏ không lớn. Lên mái nè. Đó, đây là sườn mái bên
bên phía bên này. I can't see the end, but we'll see it through. Máy rồi. Bỏ kiến vô là xong cái phần máy với lại cái xung quanh đấy nha. Đó, cái này cái cửa thông gió nè, khi mà trời nóng hay lạnh á, là nó sẽ tự điều khiển nha, nó sẽ tự điều khiển mở ra mở vô để điều hòa. Rồi bây giờ mình sẽ gắn kệ lên rồi gắn cửa chính nữa là xong. Giờ là cái nhà kiến cũng coi như là xong rồi nha các bạn. Mình còn giống như là mua cái stand về, stand giống như sơn bảo vệ đó, để cho nó bền hơn đó các bạn. Nhưng mà tại vì mình thấy lâu quá cái nhà này á, cái nhà kiến này á, nó cũng rất là có nhiều cái chi tiết nhỏ đó các bạn, mà nó mất thời gian lắm các bạn, cho nên mình làm cũng 4-5 ngày á, không có mau đâu ha. Cho nên là mình muốn quay lại cái này coi như tập 1 đi, tại vì mình muốn chạy một cái dàn gỗ từ đây qua bên nhà kho này các bạn, để mình có bóng mát mình ngồi chính giữa đó. Nhưng mà mình nghĩ là nhà kho này nó làm mau, nhưng mà thật sự nó lâu lắm các bạn, nó lâu lắm, nó không có mau đâu các bạn, tại vì nó có những cái chi tiết nhỏ, rồi mình muốn xong cái này đi ha, rồi sau đó mình sơn phết, rồi mình làm những cái gì mà thêm á thì cho các bạn biết thôi, chứ giờ mà mình làm thêm á thì các bạn không có thấy được cái sản phẩm mà mình những cái gì mà có khi mà mình mua rồi mình lắp ráp ở cái nhà kho này ha. Đó thì ở dưới mình làm nền xi măng thì mình cho một cái trên cái bệ gỗ ha, để cho nó bảo vệ. Bên này là cái phía đằng sau đó nè ha. Đó thì mình làm sát cái xi măng luôn. Đó. Ok các bạn. Đó. Ok. Rồi, bây giờ ở ngoài thì nó vậy thôi các bạn. Đó, ở ngoài đi vô trong đi ha. Vô trong thử coi nó. Cái này cái khóa nè các bạn. Đó, khóa nè ha. Khóa nó đi cái khóa này nè, nó đi chung ha. Rồi mình mở ra ha. Rồi ở trên này các bạn, trên này á thì nó có một cái đồ để giữ cái cửa lại. Nó có sợi dây xích với lại cái trụ hơi này nè ha. Để mình nó trụ hơi nè, mình đóng lại đó thì nó cái cửa nó đứng lại cho mình. Đó. Rồi bây giờ vô trong nha các bạn, mình chiếm chỗ này mình chưa thấy trong cây gì hết, mà mình chiếm chỗ này để mình làm một cái không gian để mình bay bổng với những cái sáng kiến của mình các bạn. Đó, quay cho các bạn coi ở trong nha. Đó, ok. Đó, mình làm một cái góc này để mình ngồi uống cà phê đó các bạn, khi mà trời mà nó lạnh á, cái mình vô đây mình ngồi mình sưởi nắng đó. Cái này là cái cánh cửa nó tự động nha các bạn, cái này nó theo nhiệt độ, nếu mà trời nóng quá đó thì nó sẽ tự động nó mở cho mình, nó bung ra đó, cho nên mình không có đóng hay mở tự nhiên mình nha các bạn. Nếu mà mình không xài á thì mình tháo nó ra. Còn ở trong đây có cái hình như có cái thủy ngân hay là gì đó thì nó theo nhiệt độ ha, khi mà trời nóng thì nó mở ra, mà khi tối lạnh xuống các bạn tự động nó đóng lại. Nhiệm vụ của mình là chỉ gắn vô vậy thôi đó, nhiệm vụ mình chỉ siết ốc cho thầy thôi là nó sẽ tự động cho mình đó. Còn này là mấy cái kệ nè các bạn, đó mấy cái kệ nè, mấy kệ mình có thể để bông, để hoa, rồi có những cái có năm cái móc giống vậy, rất là chắc nha các bạn nha, móc sắt rất là chắc.
Cái này nó đi theo cái móc sắt rất là lớn, rất là chắc nha, 5 cái. Đó, 5 cái mình treo hoa, treo đồ ha. Đó. Rồi, cái này là cái dưới nè các bạn. Đó. Chỗ này là mình tạo thành cái góc mình uống cà phê đó. Buổi sáng là lạnh á, mình ra uống cà phê. Cái này là trà, với lại cái này thằng em mình nó mới đi Nhật vậy các bạn, nó mua tặng mình. Đó, này mình ngồi mình rảnh rỗi mình đọc sách, đọc truyện cổ tích các bạn. Đó. Rồi mình để mấy chậu cây đồ cho nó có vẻ không khí nó mát mẻ các bạn. Đó. Đó, đây là toàn cái cảnh nè các bạn, toàn cảnh ở trong đó nha. Ok, đó. Mình chiếm mình làm góc uống cà phê các bạn. Một chút để các bạn biết cái nhà kiến ở Costco nó bán như thế nào. Nếu các bạn thích thì mình mua về mình đóng mình chơi thử nha. Nhưng mà thật sự theo mình á thì nó cũng khá là khó đó, nó cũng khá là khó đóng chi tiết á, cho nên là bạn nào thật sự thích mà biết đóng kiểu như handyman chút á thì mua về chơi cho vui nha. Ok, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mà mình có những cái idea mới, mình có những cái sáng kiến mới để mình nối những cái mái, rồi những cái nhà kho. Mình làm những cái mái che nó đẹp đẹp thì mình quay cho các bạn coi chơi. Ok, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video kế tiếp của mình. Ok, thôi mình vô mình uống cà phê, mình tiếp tục bay bổng với những cái sáng kiến của mình nha các bạn. Ok, chào các bạn nha.